Thank you Ken nhá. Sợ ma. Tôi. Nào. Này. Chua toàn chanh nhà chanh. Không mang kể kể. Mu anh em ơi. Toàn con chanh. Con sò nào mà nhỏ như thế này. Ừ. Nhìn này. Cái gì? Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Em mới có ăn được hạt. Ông cầm cái lô túi đi. Cái lô túi đây này đang. Mọi người đang xem lại anh Đạt, mọi người follow mình mọi người. Ừ. Không có cái chỗ để dựng này. Sao anh Quỳnh cua không ăn được hành tràn này? Anh Quỳnh không thích ăn em ạ. Đâu. Không ăn nhớ. Trời. Đây có chả có gì đâu. Thôi nhưng mà mình tắt nhá để mình ăn đây. Nhá. Tí nữa chơi chỗ nào đẹp thì mình quay tiếp cho mà xem. Nhá. Chắc đặng chỏ có gì chỗ nào đẹp đâu. Nhá mọi người. 44.5 về Hà Nội. Cái gì? Đâu xem nào. Con này nó bị... Còn đâu anh Ninh còi là ai? Con này ăn kiểu gì được nhỉ? À ừ đây. Chào mừng bà, chào mừng các bác, em mời anh chị. Ăn gì bé? Chào, cái ở bên con. Đi em. Đấy. Này vậy. Con này là con gì? Đang ăn chuyện. Con này là con gì đây mà lại toàn máu thế này? Sò huyết là thế đấy. Sò huyết là thế à? Mà mọi người nha. Anh nghỉ cá đi anh ăn được. Bỏ em lại quay YouTube cho anh để anh ăn con sò huyết này lần này lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Dạ. Quay YouTube này. Lần đầu tiên anh ăn sò huyết. Lần đầu tiên em ăn cá. Lần đầu tiên em ăn sò huyết luôn. Nào. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ồ, ngon. Rồi. Cái gì nhỉ? Già có còn ngũ trẻ còn ngũ. Anh cảm ơn Ngân nha, cảm ơn em. Nào lại chạm đấy vào đây bây giờ khổ quá. Mọi người bên kia sẽ không để gì đâu. Đợi một tí. À, ăn sò huyết không? Có không? Đây này, lần đầu tiên mình ăn sò huyết luôn. Đây này. Nhưng mà sò huyết sao nó lại toàn máu nhỉ? Không à. Nó là màu đỏ. Sao thì nó nát này? Ủa ơi, không không ăn được à?